xếp đấu thứ hai. Ở phía gần màn hình là Ngô Thời Nhiệm, ở phía sau là Trần Văn Ân. Trần Văn Ân thắng set thứ nhất 25-23. Một trận đấu diễn ra khá dài và cực kỳ căng thẳng. Đây là trận đấu thứ hai. Đúng. Cái cầu phát bóng quan trọng, phát bóng thành công rồi cơ hội để mình giành điểm nó sẽ cao hơn, còn đồng đội cực khổ để kiếm được một điểm, cái mình xuống mình phát không qua lưới hay phát ra ngoài, cái nghe nó quế lèo liền thấy ghê cho. Tới set 3 không?
Ngô Thành Hiệp hỏi lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai. Rối quá, thi đấu hơi rối. Thời gian hội ý lần thứ nhất của Ngô Thành Hiệp. Cảm ơn đang dẫn 9-5. Những pha đấu bóng mà đưa về cuối sân của Trọng Ân rất khó chịu, rất khó để giữ bước một. Tốt, đỡ bóng bằng bả vai. Qua rồi, có cảm giác số 3 bên Ngô Thành Hiệp mới vào sân thì sao á. Bóng trong sân 10-5. Điểm Ngô Thành Hiệp 6-10. Ngô Thành Hiệp nhanh rồi. Số 4 còn đang thay cho phút này. Ôi. Điểm Thành Hiệp 11-6. Nghe cái bạc là thấy ông qua rồi. Điểm Ngô Thành Hiệp 7-12. Điểm Ngô Thành Hiệp 8-12. Quay chứ về đâu có lên, cắt lấy có 3 giây à. Mỗi một giây trên truyền hình quý giá lắm nên là cắt ngắn rồi. Mười bốn tấp ra cua cuối thần quá chịu, rất khó để đỡ bước một. Và đặc biệt là nữ nữa chứ. Điều chỉnh bước một là cả một vấn đề. Hay quá. Rồi xong. Chưa. Cứ vậy xong. Thank you.
Điểm của Thầy Nhiệm 9-15. Ghê thiệt, một tiếng đồng hồ chưa xong. Vậy mà nội dung Nam đánh thôi, làm sao tôi chạy kịp. Điều này chắc quen xét quá. Điểm chạy đi qua 10-9. Hết được, khó sợ quá. Coi cái bàn thứ tiếp. Tí nữa lấy cái máy luôn rồi. Tí nữa lấy cái máy luôn rồi. Tí lấy cái máy đó luôn rồi. Tí nữa lấy cái máy đó luôn rồi. Cũng như cạch xếm đúng rồi. Trời ơi. Mấy anh em mà lớn tuổi mà đánh bóng chuyền rồi, cái này là bóng chuyền kỳ 66. Cấp 3. Hết rồi. Ở Ngô Thời Nhiệm số 9 truyền 2 với số 10 cống hiến khá nhiều. Một cầu công, một cầu truyền 2. Vậy mà bác của một tốt, ghê không? Trời đất. Chưa tới cái bóng là đã té rồi. Còn Nguyễn Trãi thì cô đó nữ trung học của không á, đứng giơ tay qua lưới luôn. Lính cũ không? Mười hai mười tám. Set này có bộ nhanh à? Hết phim. Dạo này
bên phía học sinh đó, gia đình có đăng nhiều đòi thiếu giải không? Tôi mặc cái áo không có mặc cái quần đó, mặc cái áo có mặc cái quần ra. Điểm thi thứ năm 23-14. Rồi. Điểm thi thứ năm 23-14. Mày hết đi, mày là kết thúc sau nhiều năm nói chơi. Điểm 15-23, 25-15.